Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối nay thứ Năm ngày 17 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Hạ Long đồng thuận tin tưởng và kỳ vọng vào những cơ hội phát triển mới khi sáp nhập hai phường Yết Kiêu và Trần Hưng Đạo. Vướng mắc quy định về điều kiện cho vay đang khiến cho nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để tái thiết sản xuất sau thiên tai. Ngành y tế Quảng Ninh nỗ lực làm chủ các kỹ thuật khó chuyên sâu, dự kiến đưa vào thực hiện kỹ thuật ghép thận cho người bệnh trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đi khảo sát trực tiếp việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và công tác quản lý đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông đường thủy trên địa bàn thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên. Tuyến đường thủy nội địa thị xã Đông Triều dài khoảng 60 km, trải qua 14 phường xã trên địa bàn. Trật tự an toàn giao thông trên tuyến được duy trì, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường thủy. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở các tuyến có phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và các bến đò chở khách ngang sông. Ngoài ra trên địa bàn có 2 cảng ngành than, 23 bến thủy nội địa. Qua khảo sát thực tế có nhiều bến thủy nội địa đang hoạt động nhưng lại chưa thực hiện đầu tư các hạng mục để đảm bảo an toàn giao thông theo cấp phép hoạt động. Đối với một số bến thủy nội địa đã rút giấy phép hoạt động, cơ quan chức năng và chính quyền các phường xã đã thực hiện việc giám sát nghiêm túc, đảm bảo không để tái diễn hoạt động trái phép. Tuyến đường thủy nội địa thị xã Quảng Yên dài khoảng 70 km chạy qua 17 phường xã trên địa bàn, chia thành 4 tuyến sông. Việc lưu thông các phương tiện thủy qua các tuyến sông chủ yếu là hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản. Từ năm 2021 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thị xã Quảng Yên tương đối ổn định. Tuy nhiên đầu năm 2024 xảy ra vụ lật thuyền do dông lốc trên sông Chanh làm 4 người chết. Trên địa bàn thị xã có 10 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động. Hai cảng tàu của nhà máy sửa chữa tàu Nosco và công ty cổ phần đóng tàu và vận tải biển Nam Phát. Hiện nay tại Quảng Yên còn tồn tại nhiều phương tiện thủy nội địa lắp máy công suất trên 6 CV nhưng không đăng ký đăng kiểm, hoạt động dịch vụ chở khách trái phép trên sông. Qua khảo sát, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và các địa phương Đông Triều và Quảng Yên khẩn trương rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, hoạt động của các cảng bến trên địa bàn, có biện pháp đầu tư các hạng mục còn thiếu tại các bến đảm bảo an toàn theo giấy phép được cấp. Thống kê toàn bộ các phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm, báo cáo tỉnh, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với ngành điện về hoạt động của các đơn vị và khắc phục hậu quả bão số 3. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì. Chín tháng năm 2024, Công ty Điện lực Quảng Ninh và các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp vận hành hệ thống điện, hoạt động của các tổ máy, góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội trên địa bàn. Riêng Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đạt sản lượng điện thương phẩm trên 5 tỷ kWh. Tại buổi làm việc, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh và các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn báo cáo làm rõ về thiệt hại công tác khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời đề xuất với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung liên quan đến việc đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện quốc gia, giải pháp tiết kiệm điện và tham gia ý kiến dự thảo luật điện lực sửa đổi. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tiếp thu những ý kiến đề xuất của các đơn vị, đồng thời khẳng định sẽ kiến nghị đến Trung ương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề nghị ngành điện tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong quý 4 năm 2024. Ngày 1 tháng 11 tới đây, thành phố Hạ Long sẽ công bố nghị quyết số 1199 ngày 28 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập phường Yết Kiêu và phường Trần Hưng Đạo. Trước sự kiện này, cán bộ nhân dân thành phố, đặc biệt là hai phường Yết Kiêu và Trần Hưng Đạo, đều đồng thuận tin tưởng và kỳ vọng vào những cơ hội phát triển mới của địa phương. Việc sáp nhập phường Yết Kiêu vào phường Trần Hưng Đạo là thông tin được nhân dân hai phường quan tâm, chia sẻ sôi nổi những ngày gần đây. Ai cũng phấn khởi tin tưởng sau khi sáp nhập, địa phương sẽ có thêm động lực phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và vui mừng khi một phường của mình sống
là có đảm bảo các cái tiêu chuẩn về diện tích, rồi quy mô dân số, cũng như là phát triển về không gian mở rộng. Đồng thời là thông qua cái việc sáp nhập này sẽ tinh giảm được bộ máy và biên chế, cũng như là nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức của cơ quan địa phương. Tôi nghĩ là khi mà sáp nhập như thế này thì chúng ta cũng có nhiều cái lợi về cái tư tưởng, cái tình cảm. Cái thứ hai nữa, cái lợi về cái biên chế, rồi cái lợi về cái không gian để phát triển kinh tế xã hội. Sau khi sáp nhập, phường mới lấy tên Trần Hưng Đạo, có diện tích tự nhiên 2,2 km2, dân số trên 28.200 người, gồm 11 khu phố. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thành phố Hạ Long và phường đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tổ chức, nhất là các thủ tục liên quan đến thay đổi địa chỉ ở thẻ căn cước, hộ khẩu thường trú, đăng ký quyền sử dụng đất. Phường chúng tôi thì bằng các cái kinh nghiệm thực tế thì chúng tôi cũng thấy có một số những cái vướng mắc thì cũng đã kịp thời tham mưu các cái văn bản để báo cáo với lại các phòng ban chuyên môn cũng như Ủy ban nhân dân thành phố về những cái phương án xử lý sau khi phường sáp nhập liên quan đến các cái vấn đề như là địa giới hành chính rồi các cái thủ tục hành chính giữa hai phường. Đến thời điểm này, đề án sắp xếp tổ chức đảng, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức phường Trần Hưng Đạo sau sáp nhập phường Yết Kiêu vào phường Trần Hưng Đạo đã được thực hiện một cách khẩn trương, đảm bảo quy định đúng lộ trình đề ra, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Để hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất sau thiên tai, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động làm việc với các ngân hàng tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn vay. Tuy nhiên, do các quy định về điều kiện cho vay còn có những vướng mắc nên nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn để tái thiết sản xuất. Từ sau cơn bão số 3 đến nay, đơn vị này đã nỗ lực sửa chữa hạ tầng, khắc phục cơ sở vật chất, cải tạo được 10 trong tổng số 60 ao nuôi tôm, tranh thủ điều kiện thời tiết ấm áp, khắc phục đến đâu, đơn vị thả giống đến đó. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên số lượng tôm giống được thả nuôi đạt 30% sản lượng, nhiều ao nuôi còn bỏ trống, toàn bộ khu ươm nuôi cá giống của đơn vị chưa được khắc phục. Ngân hàng BIDV thì đã cho giảm lãi suất những cái món vay chung và dài hạn là 1%, còn ngắn hạn là 0,3%. Và chúng tôi cũng đang làm hồ sơ với lại kết nối với ngân hàng nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Họ hy vọng rằng là trong thời gian tới chúng tôi sẽ được vay những món vay chung và dài hạn thì có tài sản đảm bảo, còn những cái vay ngắn hạn thì là những món vay tín chấp dành cho doanh nghiệp. Việc triển khai hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 còn nhiều khó khăn do chỉ có chính sách khoanh nợ đối với lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn mà chưa có chính sách khoanh nợ cho doanh nghiệp và người dân vay vốn tại các ngành, lĩnh vực khác. Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ có dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24 tháng 4 năm 2023 nên chưa bao gồm tất cả các đối tượng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Phần lớn doanh nghiệp và người dân có nhu cầu vay thêm vốn để tái đầu tư, hiện không còn tài sản bảo đảm khác cho khoản vay mới. Thiệt hại không những bằng tài sản mà ngay cả những vật nuôi của mình cũng bị ảnh hưởng hết. Thì cái mức thiệt hại nó lớn quá, thế thì với doanh nghiệp bây giờ như chúng tôi cũng có kiến nghị làm sao nhà nước có các cái cơ chế chính sách như là khoanh nợ, giãn nợ rồi cho vay tín chấp mới để doanh nghiệp có cái nguồn vốn để tái đầu tư để ổn định lại sản xuất và lo công ăn, công lương cho người lao động trong cái lúc mà thiên tai địch họa nó đến như thế này. Tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành cơ chế, chính sách riêng, trong đó nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm theo quy định, mở rộng đối tượng khách hàng trong tất cả các ngành, lĩnh vực được hưởng chính sách khoanh nợ, ban hành chính sách riêng về cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ, ban hành chính sách về phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã làm chủ hàng loạt kỹ thuật của tuyến trung ương, giúp người bệnh được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở mà không phải chuyển tuyến. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu đủ năng lực ghép tạng trong thời gian tới.
là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên tổ chức lấy tạng vào tháng 4 vừa qua, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đặt mục tiêu sẽ triển khai ghép tạng ngay tại cơ sở. Bước đầu là ghép thận. Bệnh viện cũng đã cử trên 50 y bác sĩ đi học tập từ các chuyên gia đầu ngành của cả nước. Về mặt giải phẫu, về hệ tiết niệu thì tương đối nắm rõ về giải phẫu và phương pháp phẫu thuật. Đồng thời chúng tôi cũng đã được đào tạo ở Bệnh viện Việt Đức thì cũng đã nắm rõ được về những cái kỹ thuật ghép tạng. Cùng với Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng đã ký kết tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép tạng từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh viện cũng cử các bác sĩ đi học tập, đồng thời tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phấn đấu có thể triển khai ghép trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Chúng tôi đã cử gần 50 cán bộ y bác sĩ đào tạo cầm tay chỉ việc tại Bệnh viện Việt Đức và chúng tôi đang tiến hành mua sắm đấu thầu các cơ sở vật chất, phòng mổ cũng như trang thiết bị để làm sao trong quý 1, quý 2 năm 2025 là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai ghép ca thận đầu tiên dưới sự giúp đỡ của Bệnh viện Việt Đức. Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn tạng để ghép. Thông qua Chi hội Vận động Hiến mô tạng Quảng Ninh, đơn vị tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước, việc vận động hiến mô tạng dần được các đơn vị quan tâm hơn. Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã cử các bác sĩ tới Bệnh viện số 2, Đại học Quảng Tây, bệnh viện có tổng số ca ghép tạng đứng thứ 2 Trung Quốc để học tập về mô hình tư vấn hiến tạng. Làm sao mà mình phải truyền thông nâng cao nhận thức người dân, làm sao mình phải nâng cao cái nhận thức của từng người trong bệnh viện, làm sao mà phát hiện ra nhiều cái người hiến tiềm năng hơn, làm sao mà cho nhiều người ta đồng ý hiến tạng hơn rồi sau đó thì lấy được nguồn tạng và điều phối làm sao cứu chữa được nhiều bệnh nhân càng nhiều càng tốt. Hiện tại thì chúng ta cũng đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương, kể cả là sẽ cho các bác sĩ đi học tập ở nước ngoài. Và trước mắt thì chúng ta tiếp tục duy trì mổ tim hở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và đây cũng là một cái nền tảng để chúng ta tiếp tục triển khai ghép thận. Và từ ghép thận được rồi thì chúng ta sẽ ghép tim và ghép gan tại tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến cuối trong tỉnh, ngành y tế Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục tranh thủ mối quan hệ hợp tác quốc tế để phấn đấu triển khai thành công ghép tạng tại cơ sở trong năm 2025. Chiều nay, thị xã Quảng Yên phát động thi đua xây dựng xã phường sạch ma túy, thôn khu phố sạch ma túy, cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học không có ma túy, tiến tới xây dựng thị xã sạch ma túy. Với trên 20.000 lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, thị xã Quảng Yên có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh, đi cùng với đó là những nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy. Để mà kịp thời phát hiện, nhận diện, đấu tranh, ngăn ngừa từ sớm từ xa cái vấn đề thẩm lậu ma túy cũng như là vấn đề phát triển cái mầm họa của ma túy thì cái việc mà ngăn ngừa, xử lý là cần phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Công an thị xã chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu với chính quyền để triển khai nhiều cái biện pháp tuyên truyền phòng ngừa và cái việc đấu tranh xử lý quyết liệt không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn, không để cho người địa phương cũng như là cái lượng công nhân vi phạm về ma túy cũng như là sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện thi đua xây dựng thị xã sạch ma túy, cả hệ thống chính trị địa phương sẽ cùng vào cuộc triển khai bài bản các bước xây dựng xã phường, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học sạch ma túy. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, tạo phong trào đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy từ trong mỗi người dân, tổ dân khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học. Ủy ban nhân dân thị xã sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các thôn, khu phố, xã phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong triển khai thực hiện này để làm sao đến hết năm 2025 chúng tôi hoàn thành cái việc các thôn, khu phố sạch ma túy, xã phường sạch ma túy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có ma túy, thế và tiến tới xây dựng thị xã sạch ma túy. Thị xã Quảng Yên đặt mục tiêu hết năm 2026 sẽ là thị xã sạch về ma túy, không để hình thành tụ điểm, điểm nóng về tội phạm ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh. Xác định đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh cần có sự chung tay vào cuộc của cả gia đình và nhà trường.
Hơn một năm nay, Công an thành phố Cẩm Phả kết hợp vừa đẩy mạnh kiểm soát xử lý trên các tuyến đường, vừa phối hợp với ngành giáo dục, các nhà trường và phụ huynh thông qua ứng dụng Zalo để quản lý học sinh, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Cùng với phân làn hướng dẫn xử lý vi phạm luật giao thông, tất cả thông tin, hình ảnh những trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông đều được Công an thành phố Cẩm Phả chuyển vào nhóm Zalo An toàn giao thông thanh thiếu niên Cẩm Phả. Từ nguồn dữ liệu này, Công an thành phố tiếp tục xác minh, liên hệ phụ huynh, nhà trường cùng phối hợp quản lý giáo dục. Những trường hợp mà chúng tôi xử lý trên đường, học sinh vi phạm trên đường, mà học sinh là khai không đúng tên lớp, là tên tuổi, bỏ chạy, chúng tôi đã kịp thời ghi lại hình ảnh, khuôn mặt cũng như là biển số xe, nhưng đặc biệt là khuôn mặt, và chúng tôi đã gửi ngay lên nhóm xác minh tất cả các trường học trên địa bàn, và sau 50 phút là xác minh được thông tin kết quả. Đấy, và chúng tôi đã xử lý và mời được phụ huynh rồi cũng như là học sinh lên để xử lý theo quy định. Thực tế cho thấy phần lớn vi phạm về trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh đều có liên quan đến hành vi điều khiển mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện. Để nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cả hệ thống chính trị chung tay kéo giảm vi phạm an toàn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cũng trực tiếp tham gia nhóm Zalo An toàn giao thông thanh thiếu niên Cẩm Phả và chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan tích cực phối hợp với lực lượng công an kiểm tra xử lý. Tôi yêu cầu đối với lại các cái trường học là khẩn trương xác minh thông tin các cái học sinh mà có cái hành vi vi phạm để yêu cầu các cái nhà trường để xử lý. Thứ hai nữa là đối với lại ngành giáo dục thành phố và nâng cao trách nhiệm của mình đối với việc thực thi pháp luật giao thông nói chung và trong học sinh các cái nhà trường nói riêng. Khi mà học sinh của chúng tôi vi phạm an toàn giao thông mà được công an thành phố gửi xuống thì mức hình thức kỷ luật sẽ là xếp rèn luyện hạnh kiểm tháng đó, kỳ đó là xếp loại chưa đạt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định là răn đe, giáo dục các con và tạo cơ hội để các con được sửa chữa. Và đặc biệt là phối kết hợp với cha mẹ học sinh để làm sao mà giáo dục các con thực hiện nghiêm túc an toàn giao thông ở mọi nơi, mọi lúc. Thông qua nhóm Zalo An toàn giao thông thanh thiếu niên Cẩm Phả, 9 tháng năm 2024, Công an thành phố đã xác minh xử lý gần 400 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, triệu tập làm việc, xử phạt gần 350 trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi, đủ điều kiện, góp phần kiềm chế kéo giảm số người tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố so với cùng kỳ. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến tập huấn luật giá năm 2023 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật cho trên 400 cán bộ công chức thuộc 60 sở ban ngành địa phương của tỉnh. Luật giá năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, gồm 8 chương 75 điều, đã khắc phục những vướng mắc về thể chế, lỗ hổng chính sách pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã có các văn bản chỉ đạo các sở ban ngành địa phương đơn vị thuộc tỉnh ra soát đánh giá mức giá hiện hành của hàng hóa dịch vụ, tham mưu định giá, ban hành mới văn bản định giá, điều chỉnh giá thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định, đảm bảo phù hợp với thực tế và đồng bộ với luật giá 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tiểu ban An toàn An ninh mạng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin năm 2024. Nội dung tập huấn tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ tài nguyên số trong các cơ quan đảng, nhà nước trên không gian mạng. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức trong nhận diện những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đối với an ninh trật tự. Nâng cao hiệu quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số cơ quan đơn vị tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 13 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhấn mạnh ý nghĩa lợi ích của việc chuyển đổi số và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chữ ký số, nâng cao kỹ năng cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, tỉnh Quảng Ninh hiện có 1.463 tổ công nghệ số cộng đồng với 11.722 thành viên.
Thông qua tập huấn, các tổ công nghệ số cộng đồng ở mỗi bản làng, thôn, khu, huyện, thị, thành phố tiếp tục lan tỏa thông tin, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.